Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, ngày hôm nay giá lợn hơi tại cả ba miền có diễn biến khá sôi động khi đồng loạt tăng mạnh từ 1 tới 2 ngàn đồng 1 kg tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 58 tới 60 nghìn đồng 1 kg, mức tăng cao nhất 2 nghìn đồng 1 kg được ghi nhận tại Thái Nguyên, đưa giá lợn hơi tại đây chạm ngưỡng 60 nghìn đồng 1 kg. Các địa phương còn lại chỉ tăng ở mức 1.000 đồng 1 kg. Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá lợn hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng 1 kg, dao động trong khoảng từ 57 tới 60.000 đồng 1 kg. Trong đó, mức giá cao nhất 60.000 đồng là tại Bình Thuận và Lâm Đồng. Tại miền Nam, sau khi đồng loạt tăng 1.000 đồng 1 kg, giá lợn hơi đạt mức 61.000 đồng 1 kg, cao nhất cả nước. Mức giá này được ghi nhận tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Long và Kiên Giang. Các địa phương còn lại ổn định trong khoảng từ 58 tới 59 nghìn đồng 1 kg. Thưa quý vị, ngành rau quả Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2024 kim ngạch từ 6 đến 6,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, trên thực tế xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn tại nhiều thị trường như châu Âu, châu Mỹ. Tại các thị trường truyền thống như là Trung Quốc, nông sản của Việt Nam cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều quốc gia trong khu vực. Tại một số các thị trường thì có thời điểm rau củ quả Việt khi mà xuất đi phải chịu nhiều những thiệt thòi khi mà tem nhãn mác gắn những quốc gia khác. Do vậy mà việc tìm ra các giải pháp tăng giá trị xuất khẩu cho mặt hàng rau quả của Việt Nam là một bài toán cần lời giải hợp lý ngay từ những tháng đầu năm. Trước mắt, theo ý kiến của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, các doanh nghiệp và người nông dân cần tập trung vào thị trường truyền thống Trung Quốc và đẩy mạnh xuất hàng sang những nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Việc giao thương trực tiếp với một số quốc gia có cùng sản phẩm tương đồng sẽ góp phần gia tăng giá trị, giảm thiểu rủi ro cho nông sản Việt. Đơn cử như sầu riêng. Việt Nam có lợi thế có thể sản xuất quanh năm, còn Thái Lan chỉ tập trung sản xuất vào thời điểm nhất định, từ tháng 4 tới tháng 9. Vì vậy, doanh nghiệp của Thái Lan cũng cần phải mua hàng của Việt Nam để đáp ứng nhu cầu đơn hàng của họ tại thị trường Trung Quốc. Trong thời gian tới, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các doanh nghiệp trong ngành phải tranh thủ thời cơ, chủ động ổn định thị trường truyền thống, đồng thời giải quyết vấn đề cần và đủ để mở rộng thị trường mới. Cũng như thông qua việc tổ chức sản xuất hiệu quả, tăng cường thông tin dự báo, giảm vai trò trung gian để tăng giá trị trong giao dịch. Tiếp tục sẽ là thông tin về nghề cá và ngư trường. Thưa quý vị, theo kế hoạch vào tháng 4 năm 2024, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu sẽ sang Việt Nam lần thứ 5 để xem xét gỡ cảnh báo khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho Việt Nam. Để đạt được kết quả có lợi nhất cho ngành khai thác thủy sản, các địa phương đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản trái phép. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC tại Hà Tĩnh. Ngày 19 tháng 2 vừa qua, tại vùng biển huyện Lộc Hà, cách bờ khoảng 8 hải lý, lực lượng tuần tra Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã bắt giữ hai tàu cá Nghệ An đang có hành vi sử dụng lưới giả cào để khai thác hải sản trái phép. Do điều kiện khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, cho nên em vi phạm đánh bắt luật cấm. Em biết sai phạm của em rồi, hứa với các anh là sau em cũng tái phạm lần nữa. Hiện nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang mở đợt cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tàu giã cào, đánh bắt sai vùng, sai tuyến và xử phạt nghiêm các tàu vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện bắt giữ 11 phương tiện khai thác thủy hải sản trái phép trên biển. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục xây dựng kế hoạch để phối hợp với các lực lượng, các cơ quan ban ngành để tiếp tục rà soát và tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát để đấu tranh trong thời gian tới. Làm sao đó là đúng theo chỉ đạo của cấp trên để chúng ta gỡ được cái thẻ vàng. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ tàu cá được đăng kiểm, cấp giấy phép hoạt động khai thác thủy sản, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá, đảm bảo tàu cá phải cập cảng và giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác qua cảng. Hiện nay Hà Tĩnh có 89 cái tàu cá đánh bắt xa bờ và hiện nay các cái tàu cá này đã được 100% là lắp đặt giám sát thiết bị giám sát hành trình và đã được cơ bản kiểm soát. Tuy nhiên thì Hà Tĩnh là một tỉnh có bờ biển dài với nhiều cái tàu nhỏ, cho nên là nằm tập trung ở các bãi ngang, cho nên là việc
kiểm tra kiểm soát đăng ký đăng kiểm cũng như kiểm soát cái sản lượng đang còn gặp nhiều khó khăn bất cập. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản của ngư dân được nâng cao. Điều này sẽ góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ thẻ vàng EC, đưa ngành thủy sản phát triển bền vững. Thưa quý vị, là một trong 28 tỉnh thành ven biển trong cả nước, thời gian qua tỉnh Ninh Thuận có nhiều nỗ lực trong thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tính đến thời điểm này thì Ninh Thuận không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, địa phương cũng chưa có lô hàng thủy sản nào bị yêu cầu phải chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản. Kiểm tra hồ sơ tàu cá, nhật ký khai thác, hành trình chuyến biển tại văn phòng cảng cá chính là cách để ngăn chặn khai thác bất hợp pháp. Đây là công việc bắt buộc đối với mỗi chủ tàu cá ở Ninh Thuận phải thực hiện trước và sau mỗi chuyến biển. Tàu đi biển đi mười mấy ngày vô chuyến, có chuyến thì tấn hai tấn, có chuyến năm ba tấn. Chúng tôi không bao giờ đi ra đánh bắt ở vùng biển nước ngoài. Để thuận lợi cho việc xử lý hồ sơ, trước khi tàu thuyền cập cảng 1 giờ, chủ phương tiện, thuyền trưởng phải thông báo lực lượng trực tại cảng, nắm rõ thời gian. Sau khi tàu thuyền vào cập cảng, chủ phương tiện đem lên trình nhật ký và sổ tàu thuyền để đơn vị kiểm tra và phối hợp với chi cục thủy sản xác nhận thông tin tàu thuyền cập cảng cùng sản lượng hàng hóa. Mình ghi trong đó là đủ thứ cá luôn, đủ thứ là cá mú, cá sộp, cá đồ quăng quăng luôn á, đủ loại cá đó. Toàn là khai thác ở vùng biển ở Việt Nam thôi, không có đi vào dùng biển của đành gió ở nước ngoài. Thời gian tới thì cảng vẫn tăng cường tiếp tục và kiểm tra và tuyên truyền bà con nhận thức về để khai thác biển ngành nghề của mình và không vi phạm EUU và không vi phạm bên vùng biển nước ngoài. Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là một trong những biện pháp quan trọng đang được tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai để xác định tọa độ làm căn cứ xử phạt, xử lý tranh chấp, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đến nay, tỷ lệ tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của Ninh Thuận đạt 99,7%, trong đó 100% tàu cá từ 24m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức hàng trăm lớp tuyên truyền về chống khai thác IUU với hàng nghìn lượt cán bộ, chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân tham dự, đồng thời vận động các chủ tàu ký cam kết không đưa tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Thì kết quả là qua thời gian vừa qua thì trong năm nay và những năm trước đây thì tàu cá của Ninh Thuận thì chưa có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong thời gian tới, cùng với triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, Ninh Thuận đẩy mạnh tái cơ cấu ngành thủy sản, nâng cao hiệu quả khai thác xa bờ với trọng tâm là tổ chức sắp xếp hoạt động nghề cá, tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.